Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định phải xét xử cả những người vi phạm trong khâu giám định luật phòng chống tham nhũng. Đại sứ quán Maroc tại Việt Nam cùng chính quyền thành phố Hà Nội tiến hành trùng tu di tích kiến trúc cổng Maroc nhằm gìn giữ một trang ký ức lịch sử chung giữa dân tộc hai nước. Cùng chúng tôi khám phá nét đặc sắc của hát đúm Thủy Nguyên ở Hải Phòng, một loại hình nghệ thuật vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 10 tháng 11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận và cho ý kiến đối với một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo kể từ sau phiên họp thứ 13 đến nay. Nhấn mạnh sự nghiêm minh của luật phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định phải xét xử cả những người vi phạm trong công việc xét xử. Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, chỉ có trong vòng mấy tháng đã làm được những công việc cụ thể như sau. Đã khởi tố mới 13 vụ án, kết thúc điều tra và điều tra bổ sung 15 vụ và 209 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 15 vụ 239 bị can, xét xử sơ thẩm 20 vụ 181 bị cáo với các mức án nghiêm minh, tuyên phạt 4 bị cáo mức án tù chung thân, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Một số vụ án được dư luận quan tâm chuẩn bị đưa ra xét xử như vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương. Vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cũng ghi nhận các cơ quan chức năng đã xác minh điều tra làm rõ một vụ án, 3 vụ việc, 6 kiến nghị của hội đồng xét xử sơ thẩm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm. Mở rộng điều tra khởi tố mới 2 vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm. Khởi tố vụ án xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 5 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Có thể nói, những kết quả trên đã tiếp tục khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng. Về nội dung tinh thần ý, thì tôi thấy rất hay, thảo luận rất là thiết thực. Và các đồng chí thẳng thắn, tôi cảm nhận được một cái không khí tích cực, quyết liệt hơn nữa. Với những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng vẫn còn có những hạn chế do cả nguyên nhân khách quan, chủ quan. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cần quyết liệt tháo gỡ chính là khâu giám định. Vấn đề này đã được nói rất nhiều lần trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Nơi nào làm tốt thì là phải khen thưởng, hoặc là khen chí ít là động viên anh em. Nhưng mà những nơi mà làm chưa tốt thì phải nhắc nhở, phải phê bình, thậm chí tôi nói phải xử lý. Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu đến hết năm nay kết thúc điều tra 8 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án, xét xử sơ thẩm 2 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, kết thúc xác minh 33 vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo, nhất là các vụ việc tập trung xét xử nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, vụ án liên quan đến đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương, vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Và chiều ngày 10 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel. Buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân đã cho biết thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tích cực tiên phong trong tăng cường các hoạt động hợp tác với Cuba. Điển hình là việc tổ chức đoàn lãnh đạo thành phố đã sang thăm và làm việc tại Cuba vào tháng 6 vừa qua với mục đích đưa quan hệ hợp tác giữa thành phố với các địa phương của Cuba ngày càng phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch.
Về hợp tác kinh tế thương mại, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo thành phố cũng đã giao cho các sở ngành chức năng nghiên cứu các phương thức kêu gọi đẩy mạnh quan hệ đầu tư thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba giai đoạn 2018-2019. Cùng ngày, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã thăm địa đạo Củ Chi và khu công nghệ cao thành phố. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vào sáng ngày 10 tháng 11 tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ xúc động trước tình cảm chân thành mộc mạc của bà con thôn Nội Ninh, những người con của vùng đất giàu truyền thống, địa linh, nhân kiệt. Thủ tướng cho biết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trên 100.000 khu dân cư trong cả nước. Đây là dịp để các lãnh đạo đảng, nhà nước từ trung ương cho tới địa phương xuống với người dân, và do đó ngày hội đại đoàn kết dân tộc là hoạt động thiết thực. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cũng trong ngày 10 tháng 11, 6 tập đoàn và tổng công ty do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu đã được bàn giao về Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Theo kế hoạch thì có tất cả là 19 tập đoàn và tổng công ty cần được chuyển giao về ủy ban. Bộ Công Thương là đơn vị đầu tiên hoàn thành việc bàn giao này. 6 doanh nghiệp mà Bộ Công Thương đã bàn giao là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại 6 doanh nghiệp này là hơn 550.000 tỷ đồng, tức là đã chiếm một nửa tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ trong tổng số 19 doanh nghiệp cần chuyển về. Dù tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đã giảm xuống còn 61,4%, nhưng do điều kiện vay kể từ đầu năm cho tới nay sẽ thay đổi, nên chúng ta phải tính toán chặt chẽ hơn khi vay nợ. Đây là nội dung chính trong hội thảo xây dựng khung cải cách về quản lý nợ công, quản lý rủi ro và quản lý nợ trung hạn 2019-2021 hướng tới 2025 do Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tổ chức tại Quảng Ninh. Từ đầu năm 2019, Việt Nam sẽ không còn được vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Châu Á. Trước đó, chúng ta cũng đã không còn nguồn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới. Giờ sẽ chỉ còn các khoản vay với điều kiện thị trường, lãi suất thả nổi, thời hạn vay không dài như trước, khiến áp lực nợ công sẽ ngày càng cao. Trong quá trình chuyển đổi từ vay ưu đãi sang vay thương mại, nghĩa là tiếp cận nhiều hơn tới thị trường, nên phải nâng cao được năng lực quản lý tài chính, năng lực tiếp cận thị trường và khả năng tiếp cận vốn thị trường quốc tế của chính phủ. Vay thị trường thì mỗi nhà tài trợ, mỗi khoản vay, mỗi hình thức vay sẽ có các điều kiện khác nhau, nên ngay từ khâu đàm phán đã phải kiểm soát chặt chẽ. Trước đây, quyết định vay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, còn nay phải áp dụng mô hình phân tích với gần 100 thông số đầu vào mới ra được sự lựa chọn hợp lý. Từ lạm phát, từ tỷ giá, từ đồng tiền, từ gọi là từ xuất nhập khẩu, từ cơ cấu là cấu trúc với khoản nợ trong tương lai để xác định được là khoản nào đáng vay, khoản nào không vay. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai là để mà tính toán được là nếu mà cái khoản vay này nó thêm vào trong cái danh mục nợ thì trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới thì cái nợ, hình dung cái nợ của mình thế nào. Cơ cấu nợ công đã thay đổi đáng kể. Trước đây nợ nước ngoài chiếm đến 60% thì nay chỉ còn 40% tổng số nợ công. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục tái cơ cấu lại tỷ lệ này. Quan trọng bậc nhất là tập trung vào phát triển thị trường vốn trong nước. Trong đó, cụ thể bắt đầu bằng việc phát triển thị trường trái phiếu của chính phủ để đảm bảo nguồn huy động vốn tin cậy ổn định, không phụ thuộc vấn đề nước ngoài, không bị rủi ro về tỷ giá. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, cải cách về quản lý nợ công hiện có quá nhiều việc phải làm. Nhưng điểm thống nhất của tất cả các chương trình, công cụ quản lý nợ công là phải đồng bộ quản lý nợ với quản lý ngân sách và đầu tư công để có thể quản trị rủi ro trong lĩnh vực này.
Các thành viên Ủy ban nghề cá của Nghị viện châu Âu đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác bất hợp pháp, không theo quy định và không khai báo, gọi tắt là IUU, sau chuyến đi thực tế tại một số địa phương Việt Nam cách đây 2 tuần. Cụ thể, phái đoàn đánh giá cao việc trao đổi cởi mở, thẳng thắn và hợp tác xây dựng của các cơ quan chức năng, các tổ chức nghề cá liên quan của Việt Nam. Một số cải thiện đáng kể trong luật thủy sản của Việt Nam cũng đã được đánh giá là chắc chắn làm tăng khả năng giải quyết và ngăn chặn các hoạt động khai thác IUU tại các vùng biển của Việt Nam. Các thành viên Nghị viện châu Âu sau khi chứng kiến các cơ sở hạ tầng kiểm tra, giám sát và kiểm soát mới của Việt Nam như là Trung tâm Giám sát nghề cá tại Hà Nội và tại các cảng biển ở Quy Nhơn, Hải Phòng đã cho rằng chúng có tác động tích cực đến khả năng tuân thủ các nghĩa vụ trong việc chống lại các hoạt động khai thác IUU. Ngoài ra, thì các thành viên của phái đoàn cũng đã công nhận những nỗ lực chính trị của Việt Nam trong cam kết giải quyết các vấn đề về khai thác IUU, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam đã dành đủ các nguồn nhân lực và tài chính để thực hiện điều này. Phái đoàn cho biết sẽ công bố những nỗ lực nói trên của Việt Nam trên các phương tiện truyền thông châu Âu trong thời gian tới. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: bắt giữ và khởi tố vụ án một nghi phạm sát hại cô gái Việt Nam tại Bỉ. Trong tiểu mục văn hóa Việt tuần này, cùng chúng tôi khám phá nét đặc sắc của hát đúm Thủy Nguyên Hải Phòng, loại hình nghệ thuật vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Một vụ nổ đã xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 11 tại một nhà máy ở phía đông của Hàn Quốc khiến cho 2 công nhân Việt Nam thiệt mạng và 2 người Việt khác bị thương. Theo hãng tin của Yonhap Hàn Quốc, thì vụ nổ xảy ra vào lúc 9 giờ 45 phút giờ địa phương tại công ty Fortune Precision Industry ở thành phố Wonju, cách Seoul 130 km. 2 nạn nhân thiệt mạng đã được đưa tới trung tâm y tế Wonju. Một nam công nhân khoảng 20 tuổi bị bỏng độ 3 trên mặt, một công nhân khoảng 30 tuổi bị bỏng độ 2 ở chân và gãy chân trái. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ. Ngày 9 tháng 11, công tố Liên bang Vương quốc Bỉ đã khởi tố vụ sát hại một cô gái Việt Nam tại Bỉ sau khi nghi phạm vụ giết người bị cảnh sát Bỉ bắt giữ trước đó một hôm. Nạn nhân là người Việt Nam đi du học tại Nhật Bản, được nghi phạm mời sang Bỉ vào cuối năm 2016 và bị sát hại cách đây gần 2 năm. Phóng viên Truyền hình Việt Nam đưa tin từ hiện trường của vụ án. Ngày cuối cùng của năm 2016, thi thể một phụ nữ châu Á trẻ được tìm thấy trong một đường cụt ven ngôi làng nhỏ Khơ Lu Phê. Cảnh sát hình dung ra khuôn mặt nạn nhân nhưng không thể xác định được đó là ai. Điều tra bế tắc, không thể lần ra thủ phạm. Cho đến tháng 7 năm nay, Sứ quán Việt Nam tại Bỉ nhận được một lá đơn trình báo của một gia đình ở Bắc Ninh có con gái du học tại Nhật Bản và mất tích từ 2 năm nay, nghi là đã đi sang Bỉ cùng một người đàn ông Bỉ. Từ manh mối đó, cách đây 2 ngày, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ một người thợ điện 29 tuổi, sống cách nơi tìm ra thi thể nạn nhân khoảng 15 km. Năm 2016, nghi phạm đi du lịch tại Nhật Bản, làm quen với cô gái Việt Nam và mời cô gái sang Bỉ để rồi ngay sau đó sát hại cô gái. Ngày hôm qua, công tố Liên bang Bỉ đã khởi tố vụ án. Nghi phạm vụ giết người đang sống cùng bạn gái trong ngôi làng này, đang có ý định chuyển đi nơi khác sinh sống. Căn nhà hiện tại của thủ phạm thì hiện đang được giao bán. Lê Hồng Quang, phóng viên Truyền hình Việt Nam từ làng Zonnebeck, Vương quốc Bỉ. Thưa quý vị, ít người biết rằng tại mảnh đất Ba Vì, ngoại thành của Hà Nội, từ hơn nửa thế kỷ nay tồn tại một công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Ả Rập có tên gọi là Cổng Maroc. Công trình này được xây dựng bởi những người lính hàng binh châu Phi trong chiến tranh Đông Dương. Đại sứ quán Maroc tại Việt Nam cùng với chính quyền thành phố Hà Nội đã tiến hành trùng tu di tích kiến trúc văn hóa và lịch sử độc đáo này nhằm gìn giữ một trang ký ức lịch sử chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Maroc. Lễ khánh thành công trình trùng tu giai đoạn 1 đã diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 11. Cổng Maroc trước đây còn có tên gọi là Cổng Việt Phi, nằm gọn trong khu vườn của một gia đình nông dân tại xóm 4, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Cổng chào này được xây dựng từ năm 1956 đến năm 1960, cao khoảng 8 mét, với thiết kế vòm, cột trụ và những giải phù điêu trang trí đặc trưng kiến trúc Ả Rập. Thì đây là một cái công trình kiến trúc đặc biệt của Maroc mà nằm duy nhất có ở các nước châu Á. Chúng tôi cho rằng đây là một cái di tích rất đáng ghi nhớ để chúng ta nhớ lại cái lịch sử hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia
Việt Nam và các nước châu Phi, đặc biệt là đối với người dân Maroc. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, hàng trăm người lính hàng binh Âu Phi đã được đối xử nhân đạo, được tạo điều kiện sinh sống và làm việc tại nông trường Việt Phi trước khi hồi hương. Họ đã cùng nhau xây dựng chiếc cổng chào này để vơi nỗi nhớ quê hương và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Việt Nam và Maroc đều từng là thuộc địa của Pháp. Những người lính Maroc trong quân đội viễn chinh Pháp đã không muốn chiến đấu chống lại người dân một nước cũng bị đô hộ như mình và đã quyết định đứng về phía quân đội Việt Minh cùng chiến đấu vì độc lập của Việt Nam. Các cái người lính Maroc chính là cái người mà đóng vai trò chính trong cái việc xây dựng cái cổng này. Tuy nhiên chúng ta không thể nào quên được cái sự đóng góp của những người hàng binh khác mà tham gia cái đội quân lính Lê Dương đấy mà đã gia nhập Việt Minh. Và qua đấy mới thể hiện là cái cuộc chiến tranh của chúng ta là cuộc chiến tranh rất là chính nghĩa. Giai đoạn 1 của công trình trùng tu bảo tồn cổng Maroc do Đại sứ quán Maroc tại Việt Nam tài trợ hoàn toàn kinh phí. Sau khi hoàn thành trùng tu giai đoạn 2, di tích lịch sử kiến trúc độc đáo này sẽ được đưa vào một số tour du lịch tại Hà Nội để du khách có thể hiểu hơn về cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như tinh thần nhân đạo của Việt Nam đối với các hàng binh trong chiến tranh. Sau hơn nửa thế kỷ, chiếc cổng Maroc với nét kiến trúc vô cùng độc đáo này vẫn thách thức thời gian, là một biểu tượng của tình hữu nghị và mối liên hệ lịch sử bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam Maroc. Và chiều ngày 10 tháng 11 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra Hội chợ Văn hóa Italia 2018, chương trình do Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm trình diễn những nét văn hóa xuất sắc nhất của phong cách Italia và mang Italia gần hơn tới công chúng của Việt Nam. Rượu vang, pizza hay những chiếc bánh mì truyền thống Việt Nam mang hương vị và cách chế biến đặc biệt của Italia. Đó là những nét đặc sắc nhất của các gian hàng ẩm thực tại Hội chợ Văn hóa Italia 2018. Rất đông khán giả thủ đô và các du khách quốc tế đã có mặt tham dự sự kiện và trải nghiệm không gian đậm chất Italia tại đây. Thực sự rất là xúc động bởi vì vừa rồi thì cũng đã được thưởng thức pizza Ý và cũng mua một chai rượu vang của Ý để cảm nhận được là mình đang sống ở giữa lòng Hà Nội nhưng lại được hưởng thụ một cái nét văn hóa của Ý. Tôi có đi qua nhiều gian hàng và cũng chụp nhiều ảnh, có bánh mì thịt này, pizza này, rượu đây khá là nhiều, ngửi khá là thơm. Hội chợ năm nay còn tạo dấu ấn bởi sự kết hợp tổng hòa giữa âm nhạc và thời trang. Các thiết kế tiêu biểu, các bộ sưu tập thời trang mang phong cách hiện đại của Italia đã được trình diễn bởi những nghệ sĩ và người mẫu nổi tiếng của cả hai quốc gia, Italia và Việt Nam. Tôi rất vui khi cảm nhận thấy không khí đầy sôi động của hội chợ ngày hôm nay. Các nghệ sĩ hai quốc gia đã trình diễn thật tuyệt vời. Văn hóa với nhiều khía cạnh, từ âm nhạc, thời trang cho tới ẩm thực, đã mang Italia gần hơn với con người Việt Nam. Tôi hy vọng rằng tình bạn, mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Italia sẽ ngày càng bền chặt. Các hoạt động thể thao bên lề cũng đã thu hút được đông đảo thanh thiếu niên Việt Nam. Hội chợ Văn hóa Italia 2018 sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 11. Sự kiện là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Italia-Việt Nam. Đến với Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, ngoài những ưu thế về du lịch, du khách cũng rất ấn tượng với nét văn hóa đặc trưng vùng biển. Trong đó thì phải nhắc tới hát đúm Thủy Nguyên, loại hình nghệ thuật vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 9 vừa qua. Hát đúm thực chất là hát đối đáp giao duyên, được người dân hát nhiều trong những dịp hội hè đầu xuân. Hát đúm khá phổ biến ở một số địa phương như là ở Quảng Ninh, Thái Bình, nhưng hát đúm ở Thủy Nguyên thì có nhiều điểm riêng biệt tiêu biểu hơn cả, được thể hiện trong lối trang phục, âm ngữ, cách hát. Và trong tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá những nét đặc sắc của hát đúm Thủy Nguyên. Rằng duyên kết bạn mình ơi,
gặp nhau trong hội quê hương, giờ chia tay hẹn ngày gặp lại. Người con gái ở Tổng Phục xưa gồm một số xã thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, thường có thói quen chít khăn mỏ quạ và bịt mặt để giữ gìn nhan sắc. Chiếc khăn che mặt chỉ được cởi bỏ một lần duy nhất trong năm, đó là vào dịp hội làng đầu xuân và cũng là hội hát đúm. Nếu chàng trai chiếm được tình cảm của cô gái sau những bài hát, cô gái sẽ mở khăn che mặt, thể hiện sự tâm đầu ý hợp. Vì vậy, hội hát đúm ngày xuân còn được gọi là hội mở mặt. Bản thân anh em tôi khi mà tiếp nhận qua các cái kênh thông tin cũng như là qua nghiên cứu, qua khảo sát thì cũng không khẳng định được hát đúm có từ bao giờ. Bởi vì là các cụ cũng được dạy, cũng được truyền và được học từ những người thầy, người cha, người mẹ, người ông có chăng thì nó từ ở trong lao động sản xuất. Đối với những người sản xuất nông nghiệp, những người cư dân vạn trài ven dòng sông Bạch Đằng. Em hỏi tàu anh đóng bằng gỗ gì, vàn tàu ấy là tháng lẻ, gỗ đè vàng ấy đè sơn cây. Tàu anh mười người tài trai, anh là lái trưởng chín người phụ thêm. Thì đi qua đảo Cát Bà. Chỉ có ba cao độ Rê, Son, La, hát đúm không phức tạp về giai điệu mà phát triển về lời ca. Trải qua hàng nghìn năm, những người hát đã sáng tác ra vô vàn lời ca, phản ánh đời sống của người dân vùng ven biển để ứng đối với nhau. Câu hát đầu tiên thường là chào mừng, để làm quen, lời hát thường là thể song thất lục bát hoặc thể lục bát. Cái làn điệu hát đúm này kể cả chúng tôi đi cấy, đi cày hoặc là đi bắt cá hay là thậm chí ru cháu, ru con cũng đưa cái làn điệu hát đúm này vào. Người ta đi chợ, người ta gặp nhau, người ta hát rằng liên kết bạn mình ơi. Đấy là cái câu hát mời gọi cái người bên kia chuẩn bị để hát đối với cái người bên này. Khi mà hát xong cái làn điệu hát đúm này thì người ta cũng nói rằng liên kết bạn mình ơi thì chuẩn bị cho cái bạn bên kia để hát. Đó là cái làn điệu hát đúm của vùng miền biển chúng tôi ở đây. Khi hát, người hát không được chọn từ khó hiểu cho bạn hát của mình. Lời hát chỉ cần ứng đối đúng ý chính, chứ không quy định ngắn dài. Đặc biệt, người hát sau tuyệt đối không được hát giống với lời ca của người hát trước. Ngày xưa ấy thì cứ đời nọ truyền như đời kia là truyền miệng nhau thì ghi vào cái quyển sách như thế này thôi. Học để cho thuộc cái lối này đi ra thì mình mới hát được. Ví dụ như là tay cầm tay, mặt nhìn mặt, mắt đả trông liếc, hỡi tình nhân có biết hay cho hay không, rồi là ngày nhớ đêm mong, tức là họ thay cho một cái câu nói trực tiếp mà đây là trở thành câu hát để tán nhau. Thế độc đáo ở cái chỗ đấy. Mặc dù số lượng người hát đúm ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đã giảm nhiều so với những năm đầu của thế kỷ trước, nhưng hội hát đúm đầu xuân vẫn là một trong những ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia ở địa phương. Cái hát đúm này nó kẹt khán giả, chứ không phải ai cũng nghe được vì hát là hát mộc, không có âm thanh, không có nhạc gì cả. Nhưng mà đối với các người dân trong vùng di sản này, đó là máu thịt, đó là một cuộc sống, đó là tất yếu của người ta. Ngày Tết mà không hát đúm thì coi như chưa có Tết. Đây là một buổi sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh cấp 2, trường trung học cơ sở Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Những lời ca tiếng hát của hát đúm không chỉ giúp các em hiểu thêm về văn hóa cội nguồn, mà còn làm phong phú hơn đời sống tinh thần, vun đắp tình yêu thơ ca cho các em học sinh. Khi học hát đúm, cái khó nhất là những câu mà nó ngân dài và những cái giọng điệu lên xuống nó không được giống chữ, mà dần dần luyện dần á thì mình thấy dễ thuộc và dễ hát. Khi học hát đúm thì bố mẹ cũng rất là động viên, tại vì khi cháu cất lên tiếng hát thì bố mẹ rất tự hào vì cháu có thể giữ được nét truyền thống của dân tộc. Với cái tình yêu quê hương rồi thì hàng ngày thì được nhà trường đưa vào các chương trình hoạt động ngoại khóa thì giúp cho các cháu dần dần là cảm thấy yêu hơn. Và cái quá trình truyền dạy này được thực hiện cách bài bản thì chắc chắn là cái việc mà gìn giữ cái nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương xã Lập Lễ là sẽ ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, sau khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,
việc phát triển của các câu lạc bộ hát đúm ở địa phương, xây dựng các không gian sinh hoạt hát đúm cũng là vấn đề đặt ra để bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị của di sản này. Đối với hát đúm thì đã có 12 bác được phong tặng là nghệ nhân dân gian, và chúng tôi thì làm một cái đề án để xây dựng cái khu vực trung tâm trình diễn hát đúm để đáp ứng được cái nhu cầu, và cái nhu cầu có một cái không gian, có một cái nơi để cho tổ chức các hoạt động trình diễn các loại hình này. Không kể tuổi tác, nhiều hạt nhân văn nghệ đã tham gia hát đúm từ khi còn là những nam thanh nữ tú cho đến lúc tuổi bách niên giai lão. Chính họ với tài năng sáng tạo của mình đã làm giàu đẹp thêm cho kho tàng hát đúm, từ đó đem lại bản sắc văn hóa cộng đồng cho cư dân Tổng Phục Thủy Nguyên cũng như văn hóa Việt. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.